chào tất cả anh chị. Rất là cảm ơn anh chị đã quay lại với video du lịch khám phá của em nha. Hôm nay chắc hẳn sẽ là một cái video clip về du lịch mà mọi người chắc là đang chờ đón. Tại vì đây là một cái địa điểm hiện tại đang rất là hot ở Tây Ninh. Nói đến đây thì kèm theo cái video mà em đang quay thì chắc hẳn anh chị mình cũng nhận ra đây chính là núi Bà Đen Tây Ninh. Nếu mà ai anh chị mình chưa đi đến núi Bà Tây Ninh vào thời điểm hiện tại á, thì chắc anh chị mình cũng đang thắc mắc là không hiểu tại sao ở núi Bà Tây Ninh hiện tại bây giờ lại là một cái địa điểm đến rất là nhiều đông du khách từ trong và ngoài nước. Ai cũng muốn đi đến một lần ngay vào cái thời điểm hiện tại bây giờ để được tận mắt nhìn thấy cái tượng Phật Di Lặc bằng đá sa hạch lớn bậc nhất thế giới chỉ có ở núi Bà Tây Ninh và lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Và mọi người cùng em đi cáp treo để khám phá cái tượng Phật Di Lặc lớn bậc nhất thế giới này nha. Và trong thời gian đi cáp treo thì em cũng cập nhật vài cái thông tin cho anh chị mình về đỉnh núi Bà ha. Ở từ thành phố Hồ Chí Minh mình có thể đi đến Tây Ninh khoảng 100 km và khoảng 2 tiếng 30 phút đi xe máy ha mấy anh chị. Thì ngọn núi ở Bà Đen có độ cao 986m là ngọn núi cao nhất ở Nam Bộ. Ở nơi đây cũng được ví như là nóc nhà của Nam Bộ luôn mấy anh chị. Thì cái thời điểm thích nhờ hợp nhất mà để mình đi núi Bà Đen Tây Ninh đó là thời điểm hiện tại. Vì thời điểm hiện tại thì dù có nắng nhưng mà rất là nắng, nhưng mà không có bị mưa ha. Mấy anh chị mình đi vào mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 thì làm trở ngại cho cái việc di chuyển cũng như là việc tham quan cũng như là việc chụp hình của mình ở nơi đây rất là khó khăn, cho nên là thời điểm hiện tại nó rất là thích hợp cho mình đi. Thời điểm hiện tại thì nắng cho nên là anh chị mình đi hãy đem theo nón cũng như là kem chống nắng để tránh nắng ha. Rất là nắng luôn, thời tiết Tây Ninh là gọi là nắng gắt đó mấy anh chị. Và đây cũng là cái hệ thống cáp treo hiện đại cũng như là lớn nhất thế giới ở núi Bà Đen. Mấy anh chị mình cùng chiêm ngưỡng của hình ảnh cáp treo ha. Em hiện tại thì em đang đi lên cho nên là mình có thể coi được cận cảnh bao quát xung quanh ở phía bên dưới của cáp treo cũng như là những cái vách núi. Nhìn rất là hùng vĩ luôn mấy anh chị. Còn giá vé ở đi cáp treo ở núi Bà Tây Ninh cũng như là việc ăn uống thì em sẽ để giá vé và giá ăn uống ở đây. Thì hiện tại ở đây là có sẵn cho mình có thể là những quầy phục vụ riêng lẻ, mình có thể ăn uống rất là nhiều thứ đa dạng ở nơi đây, hoặc là mình có thể mua combo vé khứ hồi lên đỉnh Vân Sơn kèm theo một phần buffet ăn trưa tại đây. Thì buffet sẽ bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng tới 3 giờ chiều sẽ là kết thúc cái tiệc buffet nha mấy anh chị. Em thì cũng không có review cũng như là bờ rồ cho app du lịch nào cả. Thì hiện tại thì em đặt lên app KKD. Thì trên này em đặt được là combo vé từ lên vé khứ hồi ha,
lên đỉnh Vân Sơn kèm theo một phần ăn trưa. Buffet tại đây là 600.000 đồng. Giá vé ở tập đoàn Sun World, cho nên là em sẽ để chính gốc của tập đoàn Sun World cho mọi người cùng tham khảo ha. Hiện tại thì vừa xuống ra rồi hỏi ga nhà ga thì em sẽ quay tiếp tục những cái khu ăn uống xung quanh ở đỉnh núi, trên đỉnh núi Vân Sơn cho mấy anh chị mình xem ha. Thời nơi đây hiện tại, thời điểm hiện tại thì em đi thì khách du lịch cũng đông, nhưng mà vẫn là vắng và hơi ít hơn so với vào cái dịp Tết vừa rồi nha mấy anh chị. Dịp Tết vừa rồi nếu mà anh chị mình có đọc ở trên báo cũng như là ở trên những cái mạng xã hội thì ở đây là một nơi hot nhất, cho nên là về cái tượng Phật Di Lặc lớn bậc nhất Đông Nam Á. Cho nên là nơi đây ở vừa Tết, dịp Tết vừa rồi á thì khá là đông luôn mấy anh chị. Đông gọi là nhà ga là nghẹt kín người luôn. Hầu như là rất là đông đúc, ai ai cũng nghe là cái tượng Phật Di Lặc bằng đá xà thạch lớn bậc nhất thế giới này á, cho nên là cái sự thu hút của khách du lịch trong và ngoài nước nữa đến tham quan cái khu ở trên đỉnh Vân Sơn này rất là nhiều. Cho nên là anh chị mình hiện tại bây giờ là mấy anh chị mình có thể đi rồi đó. Đi là để cho thoải mái, mình có thể check in thoải mái hơn, không được không bị chen lấn nè, đông đúc xô đẩy nhau. Mình có thể đi thoải mái hơn ha. Thời điểm hiện tại thì rất là thú vị để mà mình có thể có một chuyến hành trình trải nghiệm mà cảm thấy bình an, nhẹ nhàng và thoải mái nhất cho mình. Đầu tiên thì em sẽ quay xung quanh cũng như là quang cảnh bên ngoài của ở trên đỉnh núi Vân Sơn này ha. Ở trên đây đặc thù là rất nhiều hoa. Ở trên đây có rất là nhiều loại hoa luôn mấy anh chị, như ở sở Đà Lạt gì đó. Nhưng mà cái loại hoa mà em thấy đẹp nhất và ấn tượng nhất đó chính là hoa tulip. Trồng rất là nhiều luôn mấy anh chị. Nhưng mà hoa tulip ở đây nhìn rất là giống hoa giả, nhưng mà đụng vào, khi mà em đụng vào, em sờ vào thì tất cả đều là hoa thật và rất là đẹp luôn mấy anh chị. Mấy anh chị mình nếu mà có thời gian thì có thể dành một chút thời gian của mình đi đến ở đây, là một cái địa điểm cũng khá là gần Sài Gòn nè, cũng mà đi về trong ngày cho nên là rất là tiện cho mình cái việc tham quan cũng như là di chuyển. Trước mặt mấy anh chị đó chính là tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, được đúc bằng 170 tấn đồng đỏ với chiều cao là 72m, cũng là một cái điểm nhấn rất là nổi bật của du lịch núi Bà Đen Tây Ninh. Và bên trong cái khối đế chân tượng thì có cái phòng trưng bày triển lãm nghệ thuật Phật giáo và cũng như là trình chiếu về Phật pháp rất là hay luôn. Về cái việc mà video mà trình chiếu về Phật á, em sẽ làm riêng một cái video clip ở phần 2, mọi người cùng đón xem nha. Tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn là một cái tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á và được thiết kế dựa trên nguyên mẫu của tượng Phật thời Lê, chạm khắc rất là tinh xảo với gương mặt đầy đặn phúc hậu, giữa trán có tuệ nhãn nè, đầu đội vương miện chạm khắc hình ảnh Đức Phật A Di Đà. Thì tiếp tục video thì em sẽ quay ở xung quanh cho mọi người cùng chiêm ngưỡng ha. Ở đây thì khá là rộng luôn mấy anh chị. Hiện tại thì du khách cũng rất là đông ha. Mình có thể đến đây để viếng bà cũng như là chiêm ngưỡng được những cái điều mà như cái tượng Phật Di Lặc lớn bậc nhất thế giới nè, rồi tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao bằng đồng, là cao nhất châu Á nữa. Những cái điều rất là đặc biệt chỉ có núi Bà Tây Ninh mới xuất hiện thôi mấy anh chị. Tượng Phật Bà thì với chiều cao là tận 72m, được đúc bởi hơn 170 tấn đồng đỏ và theo kỹ thuật cũng như là công nghệ của châu Âu hay mấy anh chị. Và tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn tại Tây Ninh đã được xác lập kỷ lục tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á, tọa lạc trên đỉnh núi ha, do kỷ lục châu Á đã trao tặng vào dịp đầu xuân năm mới.
để em đi gần vào cái vách tường bằng kính này để quay cho anh chị mình xem. Từ phía xa sẽ là hình ảnh cáp treo ha. Và ở phía dưới cũng trang trí cũng rất là nhiều cái tiểu cảnh. Ở nơi đây thì em nghĩ là anh chị mình đi tới thì anh chị mình hãy sắm cho mình một đôi dép hoặc là một đôi giày sandal, đôi giày bata để mình có thể tiện việc di chuyển. Tại vì em thấy cái việc mà đi bộ cũng khá là nhiều nha mấy anh chị. Và đây em sẽ quay cận cảnh tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch lớn bậc nhất thế giới cho từ trên cao cho mấy anh chị mình xem ha. Mình nhìn thì tượng Phật Di Lặc này sẽ từng tầng y như là ruộng bậc thang vậy mấy anh chị. Thì tượng Phật Di Lặc này cũng mới được yên vị vào cái độ cao 900m này ở trên đỉnh núi Bà Đen vào ngày 28/1/2024. Thì cũng là mới đây thôi mấy anh chị. Rất là độc đáo luôn. Vào ban đêm thì em sẽ gửi cho mấy anh chị xem cái hình ảnh của tượng Phật Di Lặc vào ban đêm ha. Đèn thì thắp sáng luôn, rất là đẹp đây mấy anh chị nè. Thì không để mọi người chờ đợi lâu nữa thì em sẽ đi xuống cầu thang ở phía bên dưới và để cho quay cận cảnh hơn về pho tượng Phật Di Lặc lớn bậc nhất thế giới cho mấy anh chị mình cùng nghiêm ngưỡng ha. Thì cũng thêm vài thông tin về tượng Phật Di Lặc này ở núi Bà Đen cho mấy anh chị mình tham khảo ha. Đại tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi Bà Đen thì có chiều cao 36m, chiều rộng lớn nhất là 45m. Diện tích bề mặt thì tượng là 4.651m², nặng tận 5.112 tấn luôn mấy anh chị. Tượng Bồ Tát Di Lặc khổng lồ được tạo hình với tư thế ngồi, gương mặt thì hiền từ, nụ cười thì hoan hỷ, hình tướng mập mạp, cổ đeo tràng hạt. Thì so với những cái tượng Phật Di Lặc lớn nhất trên thế giới thì được kiến tạo từ đá, thì tượng Phật Di Lặc Bồ Tát Di Lặc này tại núi Bà Đen là một tượng Phật làm bằng đá sa thạch lớn bậc nhất thế giới luôn mấy anh chị, được ghép từ 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên. Và như lúc nãy em có nói thì lấy theo cảm hứng của ruộng bậc thang luôn mấy anh chị, từng viên đá sa thạch được lọc lựa kỹ lưỡng, kiểm tra màu sắc, vân đá và kích thước rất là chuẩn xác. Thì sau đó được điêu khắc nè theo mẫu thiết kế. Các viên đá sa thạch được xếp chồng lên nhau thành 54 lớp. Mỗi viên đá ghép trung bình thì có chiều dài khoảng 100-120cm, cao bình quân là 70cm và dày là 50cm. Tổng khối lượng đá sa thạch đã sử dụng để ghép nên bức tượng là 2.025m³ nha mấy anh chị. Mình nhìn phía trước kìa, đó chính là tượng Phật Di Lặc là rất là to luôn mấy anh chị. Em sẽ qua lại gần hơn để quay cận cảnh cho mấy anh chị mình chiêm ngưỡng. Ở đây thì cũng có rất là nhiều anh cũng như là chú bảo vệ rất là lịch sự luôn mấy anh chị. Mình có thể hỏi khi mà mình đi đến tham quan ha. Tại vì khu cũng rất là rộng cho nên là mấy anh chị muốn đi tham quan chỗ nào như thế nào thì mấy anh chị có thể hỏi những anh bảo vệ ở nơi đây. Mấy anh sẽ hướng dẫn tận tình cho mình chi tiết cái đường đi cũng như là cái hướng đi cho mình dễ dàng tham quan hơn mấy anh chị. Từ Phật Di Lặc thì từng tầng đúng là giống như những cái tầng của ruộng bậc thang, rất là tinh xảo luôn. Từ Phật Di Lặc thì ngồi trên thác nước chảy, mắt hướng về phía đông, nơi mặt trời mọc, như hướng nhìn về tương lai bao quát toàn cảnh đồng bằng Nam Bộ luôn mấy anh chị, cùng hồ dầu tiếng rộng lớn, là cái biểu trưng cho sự vui vẻ, an lạc, hạnh phúc. Từ trên cao thì tượng Phật Di Lặc nở nụ cười rất là hoan hỷ như ban phước lành nè, hoan hỷ niềm vui vĩnh cửu tới chúng sinh mọi người ha. Thank you.
xuống những bậc thang rồi thì đây là lối bước xuống từ Phật Di Lặc và cầu Ước ha. Ngoài tượng Phật Di Lặc thì ở nơi đây còn có cây cầu tâm linh mang tên là cầu Ước để mọi người có thể check in ở đây ha. Như em đã nói thì khi mà mình đến ở núi Bà Đen thì mình đi bộ khá là nhiều, trời thì cũng khá là nắng, cho nên mấy anh chị mình có thể chuẩn bị trang bị cho mình một đôi giày bata để mang đi hoặc là dễ dàng thuận tiện, cũng như là nón ô che, cũng như là kem chống nắng hoặc là kỹ càng nha mấy anh chị. Đây chính là tượng Phật Di Lặc được kết tinh từ những hàng ngàn viên đá sa hạch lớn bậc nhất thế giới đây mấy anh chị. Em sẽ quay phía bên hông cũng như là xuống từng bậc thang ở bên dưới để quay chính diện của tượng Phật cho mấy anh chị mình cùng chiêm ngưỡng ha. Để mấy anh chị mình có thể khám phá được một cái nơi quá là tuyệt vời tại núi Tây Ninh, tại nơi Tây Ninh, một khu vùng đất đầy nắng và gió. Bỏ vào túi mình một cái điểm đến thật là tuyệt vời trong cái chuyến hành trình du lịch khám phá của mình ha. Và bây giờ em sẽ đi xuống cây cầu Ước ha mấy anh chị. Cây cầu đặc biệt này thì có hình bán nguyệt, dài 90m, rộng 15m, được lát gạch phủ mang kim loại ánh vàng, tạo hình vân mây tượng trưng cho phước lạc và an bình. Hình bán nguyệt của cây cầu cũng để cho mọi người có thể hình dung là một cái nụ cười hoan hỷ khi mà mình đến tham quan du lịch tại núi Bà Đen Tây Ninh ha. Ban ngày thì sẽ có những dòng nước chảy như thế này, nhìn rất là mát mẻ và hơi sương khói do những cái máy để tạo nên khói ha, làm cho không gian nơi đây trở nên kỳ ảo hơn. Cái thiết bị rất là hiện đại cùng công nghệ mới nhất chưa từng được ứng dụng tại Việt Nam sẽ được sử dụng tại những cái show nhạc nước ở đây, như là những cái máy vẽ laser, máy chiếu 3D, máy laser tạo khối hay là những cái đèn 3D kết hợp những cái hiệu ứng rất là ấn tượng khi mà mình chiêm ngưỡng vào ban đêm ở nơi đây ha mấy anh chị. Vòi phun cũng khổng lồ, sử dụng những công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới luôn. Cho nên là ở đây là một cái địa điểm rất là lý tưởng để mọi người có thể đến đây chiêm ngưỡng ít nhất là một lần trong đời nha mấy anh chị. Đến cuối video rồi thì em mời mọi người cùng em chiêm ngưỡng tượng Phật Di Lặc bằng đá sa hạch lớn bậc nhất thế giới ha. Cảm ơn anh chị mình đã dành thời gian xem hết video của em nha. Chúc anh chị mình có một cái chuyến đi thật là bình an. Và nếu video của em mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho mình thì hãy giúp em thêm một nút like cũng như là đăng ký kênh, ủng hộ cho em ra nhiều clip về du lịch hơn nữa nha.